Chiều ngày 24 tháng 1, đồng chí Phạm Văn Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thăm và chúc Tết bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc và 180 bệnh nhân đang điều trị tại viện. Theo báo cáo của bệnh viện, tính đến 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 1, có 180 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Mặc dù là ngày Tết nhưng ban giám đốc bệnh viện đã có lịch phân công cụ thể từng ca trực, kiếp trực trước, trong và sau Tết, đảm bảo công tác trực khám chữa bệnh cũng như cấp cứu 24/24 giờ, nhất là tại khoa cấp cứu của bệnh viện. Lãnh đạo, cán bộ và nhân viên của bệnh viện cảm ơn lãnh đạo huyện đã quan tâm chia sẻ, dành thời gian đến thăm hỏi, động viên chúc Tết. Đây là động lực rất lớn để đội ngũ y bác sĩ bệnh viện ra sức phấn đấu hết khả năng, trách nhiệm của người thầy thuốc phục vụ nhân dân. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao và ghi nhận kết quả đạt được trong công tác khám chữa bệnh của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, đồng chí Phó Chủ tịch gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Đồng chí mong rằng đội ngũ y bác sĩ bệnh viện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân tốt nhất như kế hoạch đã đề ra. Sau khi nghe báo cáo tình hình, đồng chí đã đến thăm chúc Tết, tặng quà 180 suất quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Chúc Tết, chia sẻ những khó khăn của từng bệnh nhân và chúc bệnh nhân chóng lành bệnh.